Xin chào các bác đã quay trở lại với Happy Home TV. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký để nhận được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một căn nhà đẹp tại khu tái định cư ở Đàng Lâm, Hải An. Nhà xây 4 tầng móng cọc khoan nhồi, khung cột, tường 20. Với pháp lý sổ đỏ chính chủ, kèm giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Chúng ta cùng tham quan chi tiết căn nhà nhé. Các bác có thể thấy trước mặt là đường dẫn vào khu nhà thật rộng rãi và thoáng mát. Đường nhựa rộng 12m, có vỉa hè hai bên. Con đường này kết nối trực tiếp đường Vuông Banh với Ngô Gia Tự. Khu tái định cư Sao Sáng, tái định cư Đằng Lâm và chợ Cát Bi. Sự kết nối này khiến cho việc di chuyển thuận tiện hơn bao giờ hết. Các bạn vừa đi qua cổng chính căn nhà với bố trí sân cổng riêng, thoải mái chỗ vui chơi cho gia đình cũng như thuận lợi cho để xe ô tô. Bước vào phòng khách, chủ nhà đã thiết kế riêng bộ đèn chùm, làm cho không gian phòng khách trở nên sang trọng, ấm cúng. Căn nhà được xây dựng với diện tích là 88m2. Có thêm 12m2 lưu không, sử dụng làm sân tiểu cảnh. Nhà hướng đông tứ trạch với sân cổng riêng rộng rãi. Có thể nói, sân tiểu cảnh đằng sau được chủ đầu tư sắp đặt rất đẹp mắt, tỉ mỉ. Cây cối xanh mát, nếu các bác có kinh tế thì hoàn toàn có thể thiết kế mổ bể cá coi ở ngay vị trí này. Không gian phòng bếp thì cực kỳ thoáng, ở đây ngoài máy hút mùi phía sau còn có thêm một khoảng sân, giúp cho việc thoát mùi của phòng bếp trở lên nhanh chóng, khiến không gian bếp luôn thoáng mát. Toàn bộ tủ bếp và kệ trang trí được kết hợp rất hài hòa, mà không kém phần sang trọng. Tiện ích xung quanh, cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km, cách vòng xuyến Gua Banh 200m. Gần trung tâm hành chính quận Hải An, Bệnh viện Đa khoa Hải An, trường học các cấp. Gần ngay chợ Cát Bi, chợ Đằng Lâm. Cầu thang kính cường lực tay gỗ, mặt đá đen, cao cấp. Tâm hãy cùng theo mình từng tầng, để xem chủ đầu tư bố trí phòng của ngôi nhà như thế nào nhé. Cấu trúc tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, khép kín. Cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu gỗ lim. Chắc chắn bạn đã không lạ gì gỗ lim rồi đúng không ạ? Vô cùng chắc chắn. Tất cả thiết bị nhà vệ sinh đều của hãng Toto. Chủ đầu tư rất tâm lý khi bố trí cho các bạn sẵn đèn sửa ấm, thoải mái cho một mùa đông giá rét. Cửa sổ phòng ngủ chắc chắn đã có bộ rèm với chất liệu mềm mại, màu sắc mát mắt. Theo mình quan sát thì phòng ngủ ở đây rất rộng rãi, kê được giường, tủ quần áo, tủ trang điểm, vân vân. Lên tầng 3 với cấu trúc 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Đặc biệt, bạn có thể thấy với cửa sổ rộng thoáng như này, sẽ đón rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Bạn hãy tưởng tượng, nhà các bạn mà có con nhỏ. Mỗi buổi sáng mở cửa ra đón ánh nắng, hấp thụ vitamin D, thật tốt cho sức khỏe. Trong nhà tắm con được lắp đặt cabin tắm đứng, xịn sò quá. Tiếp tục cùng mình lên tầng 4 nhé.
tầng 4 với sân phơi vô cùng rộng rãi, thoáng mát, tầm view xa. Khung sắt đỡ chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Đối diện với sân phơi là phòng thờ, cùng với ban công. Tại ban công còn có thêm một bồn rửa tay. Các bác và em vừa tham quan hết khu nhà thật tuyệt vời phải không các bác? Với diện tích từ gần 90m² xây dựng 4 tầng đường rộng rãi, đầy đủ công năng mà giá chỉ 4,5 tỷ. Một mức giá hoàn toàn hợp lý. Vì sao hợp lý thì các bác có thể sang ngay bên cạnh là khu tái định cư sao sáng với khuôn diện tích 40m² xây 4 tầng đường 4m đã không dưới 2,6 tỷ rồi. Đến đây xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video này. Nếu các bác yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Cảm ơn quý vị đã đón xem video của chúng tôi. Để đón nhận được những thông tin sớm nhất về những sản phẩm đang hot tại thị trường Hải Phòng, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.